Qua nửa nhiệm kỳ hoạt động, từ thực tiễn cho thấy nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục đánh dấu nhiều đổi mới quan trọng, sâu rộng trong hoạt động của các cơ quan dân cử trên địa bàn nói chung và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nói riêng. Đó là nội dung hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, phương thức hoạt động ngày càng được đổi mới, qua đó tiếp tục khẳng định trách nhiệm của đại biểu và cơ quan dân cử với cử tri, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển của địa phương. Công tác tổ chức kỳ họp của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục có nhiều đổi mới sáng tạo, đảm bảo hợp lý, khoa học cả về nội dung và thời gian tổ chức, nâng cao chất lượng theo hướng thực chất và hiệu quả, đúng pháp luật về quy trình thủ tục và dưới sự chỉ đạo của cấp ủy. Các nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, tích cực, kỹ lưỡng, thông qua các cuộc họp liên tịch để thống nhất chương trình nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp. Hoạt động tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo, kết hợp giữa phương thức nghe đọc báo cáo truyền thống với phương thức nghe nhìn bằng hình ảnh trực quan sinh động, tăng thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường, dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn, giải trình, làm rõ những nội dung đại biểu đã đặt ra. Công tác điều hành kỳ họp tiếp tục được chủ tọa kỳ họp đổi mới theo hướng gợi ý nội dung thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tối đa kinh nghiệm và trí tuệ của đại biểu, góp phần nâng cao cả về số lượng và chất lượng phát biểu của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đặc biệt nắm bắt xu thế của chuyển đổi số, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thông qua các mô hình ứng dụng số như kỳ họp không giấy, phiên họp không giấy, tiếp xúc cử tri trực tuyến, đổi mới hình thức báo cáo kết quả giám sát bằng hình ảnh. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân cung cấp tài liệu thông qua mã QR code để nhân dân, cử tri truy cập theo dõi. Áp dụng với chuyển đổi số thì Phú Bình đã xây dựng một cái hộp trang thư điện tử riêng cho đại biểu và nông dân. Thế là tất cả các tài liệu từ tờ trình đến các nội dung trình tại kỳ họp thì chúng tôi khi các cơ quan chuyên môn được Ủy ban dân trình ký là chúng tôi đã gửi cho đại biểu. Và chính như vậy là đại biểu có cái điều kiện và cái thời gian để nghiên cứu sâu và trước khi đến kỳ họp để quyết định những vấn đề nội dung quan trọng. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức 10 kỳ họp, ban hành tổng số 224 nghị quyết. Hội đồng Nhân dân cấp huyện đã tổ chức thành công 85 kỳ họp, ban hành 803 nghị quyết. Các nghị quyết đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thành cơ chế chính sách của địa phương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của cử tri. Chức năng giám sát tại kỳ họp được đổi mới ngay từ công tác chuẩn bị kỳ họp, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, tăng tính phản biện của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, qua đó xem xét kỹ lưỡng các nội dung được trình và ban hành tại kỳ họp. Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm cao, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đã xem xét trên 1.800 báo cáo tờ trình. Trên cơ sở thảo luận và báo cáo thẩm tra của các ban, đại biểu Hội đồng Nhân dân đã chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng của các nghị quyết được ban hành, cũng như tăng tính hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Giám sát thông qua hoạt động chất vấn tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất. Thời gian dành cho nội dung chất vấn được bố trí hợp lý. Hoạt động chất vấn đã tạo hiệu ứng tốt trong việc nêu cao trách nhiệm cá nhân, thúc đẩy hiệu quả thực thi nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi. Vai trò và hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử cũng thể hiện rõ rệt qua các phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân với nhiều nội dung chuyên sâu, đề cập đến những vấn đề có tác động lớn tới nhiều đối tượng cử tri và đối tượng được giám sát. Hoạt động giám sát chuyên đề được Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quan tâm và ngày càng thực chất, thường xuyên đổi mới phương thức giám sát. Nội dung giám sát được lựa chọn hoặc định hướng lựa chọn trọng tâm, trọng điểm, bao quát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện 17 cuộc giám sát chuyên đề và 73 cuộc khảo sát. Hội đồng Nhân dân cấp huyện và các cơ quan của Hội đồng Nhân dân cấp huyện đã thực hiện 141 cuộc khảo sát, giám sát, tập trung vào nhiều vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn những cái vấn đề giám sát. Một là cái vấn đề mà đang là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Hai là những vấn đề mà đặc biệt cử tri quan tâm, có nhiều cái kiến nghị của nhiều địa phương. Và trên cơ sở đó thì chúng ta lựa chọn cái vấn đề. Hai là khi mà lựa chọn vấn đề giám sát như vậy thì phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cái chương trình, nội dung, địa bàn khảo sát, nội dung giám sát, các cái tài liệu, hồ sơ, báo cáo, và cần thiết phải đi thực tiễn tất cả các cái nơi mà mình bị giám sát. Cùng với đó, nhằm từng bước khắc phục tồn tại hạn chế về giám sát chuyên đề của các tổ đại biểu, đồng thời triển khai thực hiện nghị quyết số 594 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Năm 2022, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Đại Từ và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Đại Từ đã thực hiện giám sát chuyên đề với nhiều nội dung trọng tâm được cử tri đánh giá cao. Nhiệm kỳ này thì Hội đồng Nhân dân huyện Đại Từ đã bố trí 2 đồng chí trưởng ban là cán bộ chuyên trách, là cấp ủy viên. Thế cho nên cái vai trò của các ban Hội đồng Nhân dân cũng đã được nâng lên. Thế rồi khi giám sát thì thành phần của các cái đoàn thì đều lựa chọn các đồng chí có kinh nghiệm, có kỹ năng, có chuyên môn, có trách nhiệm và hiểu biết sâu về các lĩnh vực như vậy. Thì cái chất lượng giám sát nó cũng được nâng lên. Thường trực Hội đồng Nhân dân đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp, tổ chức để đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện tiếp xúc cử tri theo quy định, kết hợp giữa hai hình thức trực tiếp và trực tuyến gắn với hoạt động đối thoại và phát huy dân chủ ở cơ sở. Các hình thức tiếp xúc cử tri cũng được tổ chức phong phú, phù hợp ở mỗi địa phương. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã tiếp xúc cử tri đạt 192 hội nghị, với trên 32.300 cử tri và tiếp nhận gần 1.800 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện tiếp xúc cử tri tại 514 hội nghị, với 52.780 cử tri và tiếp nhận 4.280 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các kiến nghị đều được trả lời và công khai kết quả giải quyết tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân, cũng như đăng tải trên trang thông tin điện tử và các kênh thông tin đại chúng, cơ bản đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại tố cáo được Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy chế và đúng pháp luật. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận 339 đơn khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Các nội dung đều được nghiên cứu, phân loại và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Hội đồng Nhân dân vẫn còn có những hạn chế nhất định. Trên cơ sở báo cáo đề dẫn và 8 nội dung gọi mở của đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức mới đây, đã nhận được 19 bài tham luận của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban của Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố, và bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đây đều là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương, phù hợp với phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới, nhất là những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp hiện nay. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp và khẳng định là sẽ cùng đồng hành cùng với Ủy ban Nhân dân để chuẩn bị tốt các cái kỳ họp chuyên đề để đảm bảo cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời với việc đấy là chuẩn bị thật kỹ lưỡng những cái nội dung về giám sát, về chất vấn, về giải trình, và để mà đi rõ vào chiều sâu và bám sát với thực tiễn hơn để từng bước nâng cao cái chất lượng hoạt động của Hội đồng. Và trước mắt thì triển khai thực hiện thật tốt nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để mà kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc để phản ánh với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát của Hội đồng Nhân dân. Các hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân hai cấp được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên thiết thực, là diễn đàn để gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng Nhân dân, ban của Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố và giữa các huyện, thành phố trong tỉnh. Qua đó làm dày thêm những kinh nghiệm quý báu, những kỹ năng cần thiết trong hoạt động, giúp các đại biểu bản lĩnh, tự tin hơn trong tổ chức và thực hiện vai trò, nhiệm vụ của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.